Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog của Coco TV. Hôm nay thì trời khá là đẹp ấy, mình đang lái xe đi siêu thị gần nhà và bây giờ đang ngồi chờ đèn đỏ quay lại cảnh này với mọi người này. Người đồng hành cùng với mình ngày hôm nay đó là bé nhà mình ấy. Hai mẹ con sẽ đi siêu thị mua một chút đồ. Nhưng mà thanh niên đang ngủ say trên xe rồi mọi người ạ. Trời đẹp quá luôn ý. Siêu thị hôm nay khá là vắng người luôn ấy, chắc là bởi vì mình đi vào ngày thường ấy nên là không có người mấy luôn ấy. Rất là may bởi vì là dịch như thế này. Bé nhà mình đang đi chọn mì cho mình luôn này, đáng yêu không? Iko hana. Ok. Ok, hana đây. Mình đã chọn đồ khá là nhanh để đi về bởi vì bé nhà mình đã buồn ngủ rồi. Về nhà rồi thì bây giờ mình sẽ làm một ly mix bánh và hoa quả mà mình mới học ở trên YouTube. Trong lúc mà bé nhà mình ngủ thì mình sẽ làm để một xíu nữa ăn và ngồi kề phim. Dâu tây bây giờ đang vào vụ nên là khá là ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại quá trình làm món này cho mọi người xem nhé. Sau khi mà thái một ít dâu tây ấy, thì mình sử dụng một ít bánh ấy. Cái bánh này ăn tương tự với lại cái bánh Cosi ở bên Việt Nam mình luôn mọi người ạ. Khá là ngon luôn. Mình sẽ dằm vỡ cái bánh này ra. Nói chung là tay mình hơi ngượng một xíu. Còn đây là mứt dâu tây mọi người ạ. Mình cho số lượng hơi nhiều một xíu nên là hơi ngọt ấy. Nên là nếu mọi người làm thử thì nên cho bớt lại một xíu nha. Và sau đó thì cho thêm một chút kem tươi nữa nè. Mình xịt hơi vụng tay còn chưa kịp lắc lên nữa luôn mọi người ạ. Tiếp đến thì cho chỗ bánh vụn nãy mình dằm ra ấy, và cho thêm cả dâu tây thái vào nữa là xong. Món này thì mình đã uống thử ở quán cà phê và thấy rất là ngon, vì thế nên mình đã lên mạng và học làm theo ấy. Nói chung là may là kết quả cũng thành công mọi người ạ. Kể ra mà có cả kem để lên trên nữa thì ngon ấy, nhưng mà mình không có sẵn kem ở nhà và lười đi mua mọi người ạ. Nhưng mà nhìn vẫn rất là xinh luôn. Cuối cùng thì cho em một em dâu tây lên trên cùng nữa là xong rồi mọi người ạ. Đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra cày phim hàng mọi người ạ. Già đầu rồi nhưng mà vẫn thích mấy cái phim thần tượng mọi người ạ. Lúc này và lúc 8 là những lúc mà mình yêu thích nhất trong ngày luôn ý. Để sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hơn, điều đầu tiên và quan trọng nhất là biết làm những điều khiến bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Bởi khi làm những điều bạn cảm thấy phấn chấn, bạn sẽ làm điều đó hết mình. Năm vừa qua có rất nhiều khó khăn đến với chúng ta. Hy vọng rằng sang năm mới, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu như không cố gắng mỉm cười. Hãy mỉm cười vì cuộc đời mang lại một ngày mới và một cơ hội mới để làm cho cuộc sống của bạn trở nên đáng sống hơn. Đây là những lúc chiêu chiêu của mình ấy. Từ lúc mà mình theo được cuộc sống đơn giản thì mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những điều đơn giản bình dị hàng ngày luôn. Trở lại với công việc nội trợ hàng ngày, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị bữa tối cho ông xã nhà mình ấy. Hôm nay thì mình sẽ nấu canh thịt bò củ cải. Món này thì ngon bổ dưỡng và bé nhà mình cũng có thể ăn cùng với lại bố được luôn. Đây là chiếc nồi mà mình đã khoe mọi người ở video trước nè. Đây là canh mình đã nấu xong rồi nè. Nói chung là đơn giản thôi. Và bây giờ là gà rán mọi người ạ. Mình cũng tổng ước đơn giản, tranh thủ nhanh gọn thôi. Và đây là thành quả của mình nha mọi người ơi. Canh củ cải, thịt bò, gà rán, kim chi thì có sẵn rồi. Một ít ban chan mình đã làm sẵn rồi ấy. Vậy là hoàn thành xong rồi. Cái trong mình ăn bây giờ là một ít cá con diêm này. Và kia là thịt kho tàu của Việt Nam mình ấy mọi người ơi. Hôm nay thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của mình ấy. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.